VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng quý vị cùng trở lại với chương trình Tâm sự cùng VDA. Nếu như quý vị có những câu chuyện, có những khúc mắc cần được tháo gỡ thì hãy cùng chúng tôi Tâm sự cùng VDA sẽ giúp quý vị. Và ngày hôm nay thì Hoàng có một người bạn tên là Vũ Luân, và không biết rằng người bạn này có những suy nghĩ hoặc là những thắc mắc gì hay không, cùng chia sẻ với chúng ta nhé. Chào Vũ Luân, không biết là bạn có cái câu chuyện là có những thắc mắc gì cần tâm sự cùng VDA có thể giúp Luân giải này ạ. Xin chào Hoàng Anh, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại giờ Vũ Luân đang suy nghĩ trong đầu mình là nếu như có 30 triệu thì là mình nên sử dụng số tiền này như thế nào? Rồi sau cái khoảng thời gian mà suy nghĩ tới lui, rồi mình có quyết định ra được mình dùng 30 triệu như thế nào không? Đấy, cái tự nhiên là hàng loạt suy nghĩ như là đi shopping nè, đi mua sắm hoặc là đi du lịch chẳng hạn. Đó, còn Hoàng Anh thì nghĩ như thế nào nếu như mình có 30 triệu? Suy nghĩ là mình có 30 triệu luôn á hả? Tự nhiên là có 30 triệu luôn. Nếu như mà Hoàng có 30 triệu á thì Hoàng sẽ đầu tư hẳn cho gia đình mình một cái dàn karaoke thật là xịn. Bởi vì á là gia đình Hoàng rất là hay tụ tập cuối tuần với nhau để ăn uống nè, sau đó là karaoke. Mà cái dàn karaoke gia đình của Hoàng thì có vẻ nó chưa có chuẩn lắm, cho nên là mình sẽ đầu tư một cái dàn karaoke thật là hoàn hảo luôn. Wow, 30 triệu thôi mà đã có ngay một dàn karaoke xịn và tuyệt vời như vậy hả? Chính xác. Thật sự là Vũ Luân không tin được điều này luôn đó. Vậy là Luân không biết rồi. Hoàng sẽ có thể giới thiệu cho Luân mà nếu như mà thấy hợp lý á, mua luôn một dàn karaoke như vậy nè. Đó chính là dàn karaoke high-end. Và nếu như Luân muốn tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm này như thế nào thì hãy cùng với Hoàng chúng ta cùng tìm hiểu dàn karaoke high-end nhé. Dàn karaoke high-end 3-in-1 chuẩn xem phim, nghe nhạc và hát karaoke bao gồm bộ bản đó là âm ly BS Audio BS 9900 A Pro, đầu karaoke HeyMedia V10 Pro 6TB, lô BS Singer 3110 và Miss Robots VM 990. Đầu tiên là âm ly BS Audio BS 9900 A Pro với công suất hơn hẳn so với các dòng âm ly khác, cho chất âm sống động mạnh mẽ như dàn nhạc chuyên nghiệp. Nếu chỉ để hát karaoke, bạn hãy chọn âm ly như Rogan Boston. Đó sẽ là lựa chọn chính xác. Nhưng để vừa hát karaoke hay mà nghe nhạc vẫn chuẩn thì bạn nên chọn âm ly âm thanh kỹ thuật số. Thứ hai, đầu HeyMedia V10 Pro 6TB. Đầu V10 còn sở hữu công nghệ hiện đại với dòng chip mới nhất từ HeySilicon He3798CV200, chip lõi từ 64 bit, cano họ Mali 720 qua khoa cùng với RAM 2GB, giúp hình ảnh minh họa rõ nét hơn, âm thanh mượt mà hơn. Nhằm đáp ứng ba nhu cầu ca hát, nghe nhạc và xem phim trên cùng một dàn âm thanh cho bạn, VDA đã lựa chọn ra đầu karaoke HeyMedia V10 Pro 6TB để phối ghép vào dàn âm thanh này. Thứ ba, lô BS Singer 3110 sở hữu khả năng chơi nhạc lớn, tái tạo âm thanh nhạy bén và không bị hú. Trường phổ âm của lo rất là rộng, thích hợp với chơi không gian từ 20m² đến 40m². BF Singer 3110 công suất lên đến 330W, mang đến chất âm uy lực cho dàn âm thanh. Ngoài ra, BS Singer 3110 được trang bị một hệ thống tản nhiệt hoàn hảo, giúp loa có thể hoạt động liên tục và tránh hiện tượng quá tải dẫn đến cháy loa. Một cái cùng của bộ karaoke high-end này đó chính là micro trung hữu cao cấp Boss VM 990. Sở hữu công nghệ âm thanh chuẩn đến từ Mỹ, Boss VM 990 có khả năng tự động ngắt hú lên đến 95%, tự động lọc bỏ tạp âm như tiếng thở, giạc đơn và tiếng ồn. Khả năng hút âm này nhạy cảm, giúp hát nhẹ, điệp khúc lên cao dễ dàng. Phạm vi phát sóng của VM 990 lên đến hơn 100m. Đây chính là sự lựa chọn số 1 cho những ai muốn hát hay như ca sĩ. Với những vẻ ngoài bao chất như vậy mà tính năng lại còn vô cùng ưu việt nữa thì lại vừa có tiếng mà lại vừa có miếng nữa, vô cùng tuyệt vời luôn ha. Hoàng Anh biết rồi đó, đây là một dàn karaoke bán chạy nhất, độc quyền, duy nhất chỉ có ở Video Shop mà thôi. Ngoài ra có những thắc mắc nào muốn gửi về cho chúng tôi thì hãy điện về số hotline 0902 79 186 để chúng ta có thể giải đáp những thắc mắc đó nhé. Quý vị đừng quên like, share và comment ở dưới video để nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.